Bình Định đang thích làm của mấy bãi biển. Bình Định là họ cũng có bóng ném, bóng ném này, đang thích làm của mấy bãi. Nhưng ông Bình Định ông mới bị ông bóng đá ông nuốt nhiều quá. Cái tỉnh nào bóng đá nó nuốt rất nhiều kinh phí. Tức là riêng tiền đổ vào bóng đá là coi như là gần hết của các môn khác rồi. Hà Nội của em làm thôi mà trong kinh phí cho bóng đá nó cũng ngốn dã man. Đấy là bóng đá là nam là cũng chỉ có nuôi các tuyến trẻ nuôi là để xong là để sang cho bọn TNT thôi. Nhưng mà lớn nó cũng đúng thật, tỉnh nào mà cứ phải bị có bóng đá là cái nguồn kinh phí vào bóng đá nó rất lớn chứ. Vì nó đủ các loại U từ U bé, U6, U7 nó lên. Đấy, đây là không phải nuôi những cái đội đá kiểu chuyên nghiệp nữa, đã là chết dở. Rồi các đội của nữ nữa, thế thôi. Yêu cầu tất cả vận viên dự bị của đội bóng Cam chúng ta di chuyển đến đây. Anh thấy cũng toàn những gương mặt trẻ và gương mặt cũ. Nhưng mà cũng nói nhiều người nói nhiều đây nhá. Mẹ nhìn nó đá nó cũng cái lực lượng các câu lạc bộ nó vì tức là cái cơ chế này nó nuôi nó khác. Cơ chế nó lại là các câu lạc bộ nó là có chủ, xong là các chủ đó là chủ các cái doanh nghiệp, xong nó nuôi quân viên này nó đá giải lít của nó. Đấy là cái lợi của nó. Nó lợi hơn hẳn ví dụ như là bên thằng Malai cũng là theo của đấy. Nhưng Malai nó ít. Malai chỉ có được khoảng 6 tỉnh, 8 tỉnh thôi. Đúng rồi, chứ còn Thái này thì nó rộng. Đây là nó còn vì thực ra là cái giải này của nó là nó xong là nó cũng còn hạn chế đá đấy chứ. Chứ còn thực ra nếu mà mình đúng ra mình nhìn nhá, Thái là giải của nó là xuyên suốt quanh năm luôn. Nó nhiều giải. Nó quá nhiều giải luôn, nó cái thằng Thái Lít này của nó là nó cũng chỉ giới hạn giả dụ là những cái bọn mạnh. Theo kiểu mình cứ nghĩ nôm na là kiểu mẹ như kiểu các ông xuất sắc ông thì đá cái giải Thái Lít này. Xong rồi dưới cái Thái Lít nó là như nó là một giải, cái giải khác. Giải gọi là hạng A1A2 của dạng như thế. Đấy nó còn phân ra được như thế. Nên thành ra là nó cái sự phát triển và cái ấy của nó là nó mạnh, nó tốt. Bản thân bảo như là cái húp của nó thôi, bảo tại sao là này giải hệ thống giải nào riêng. Là nó không, nhưng mà ý là bảo giải nào nó cũng có luôn. Từ cấp độ dưới đến cấp độ trên nó cũng có húp. Rồi nó đẻ ra đi mẹ hàng tỷ cái cúp, mẹ hết cúp vua, cúp hoàng hậu, cúp công chúa, cúp hoàng tử. Đấy. Bảo làm sao nó không mạnh.
4 này. Dạ. Giải Thái. Có thể thấy là 3 và đôi. Những cái khác là vẫn đá, cái giải khác là vẫn đá. Sao cái giải đấy? Nhưng mà mẹ bọn Thái nó cũng nhiều nên là nó sang nó đá cho Malai bao nhiêu. Xem cái giải của Malai thì gần như đội nào đều có một thằng Thái nó đá. Bây giờ mình có thể nhập tịch được. Thì liên hệ với hội Việt Kiều. Tịch của vài cầu thủ Việt Kiều ở Thái được mà. Nhưng vì mình chưa nhìn thấy là trong cái hội đá đấy là có người Việt. Có thể em nghĩ là nó chỉ chơi ở cái chỗ xa ở ấy thôi và nó chơi phong trào nó không tập trung. Đúng rồi, thì con người Việt Nam ở bên đó anh nghĩ là người ta cũng khó khăn cho nên người ta mải lao động. Mình thực ra người Việt mình nó chỉ ở nhiều ở mấy cái tỉnh phía Bắc thôi, Na Con Pa Non này, Khon Kaen này, đấy mấy cái chỗ đấy là người Việt mình là nhiều trên đấy thôi. Nhưng mà em nghĩ đấy là chắc là vì người ta cái cuộc sống mưu sinh mưu trước người ta đấy thì người ta cũng sẽ không có cái đấy. Bản thân kể cả mấy cái tỉnh phía Bắc ở trên đấy là cầu mây nó cũng không phát triển, nó không có ở trên mạng trên đấy này.
cái gì hết à? Sai. Đau đổ sân. Rất dịu như là nó lại không bật máy. Dạ. Đấy, thằng tấn công bé con này. Nó đã rất dịu. Nhưng nó không bật. Cái điểm mới này nó đúng là nó tiết kiệm đúng đến nửa khối lượng thời gian, ít nhất là 1/3, nó cũng đỡ mệt cho trọng tài. Cả vận động viên, mà hôm nào thi đấu 3-4 trận thì thực ra nó cứ lấy ra các cái luật để cho nó phải hạn chế bớt cái ấy của thằng Thái thôi, nhưng mà nói chung là nó đá, nhìn nó đá cái ấy nó vẫn là nuột, nhưng trông thế thôi nó đá cái này mà cái ba nó cũng không còn là như trước đâu, nó không phải là nó ăn kiểu áp đảo như kiểu hồi xưa đâu. Đá ba mà ấy vẫn có cửa được. Cao Malaysia nó phát rồi. Tóm lại là nó cũng sẽ mở được hết cho các nước là cái cơ hội để mà cạnh tranh với Thái Lan được. Tất nhiên là nó vẫn nhỉnh hơn về cái, thực ra là về cái độ bền rồi cái trình độ chuyên môn của nó thì nó vẫn ổn định, nó vẫn ấy hơn, nó sẽ là cũng giúp được các nước khác nhiều, các nước khác nó sẽ gần lại nhau, gần lại hơn, chăm chút hơn thì vẫn có cửa thắng Thái.